tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc. Việc tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan đã thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Reuters dẫn thông cáo của quân đội Mỹ hôm nay 23 tháng 8 cho biết, tàu chiến của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm nay được xác định là USS Green Bay, một tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio. Eo biển Đài Loan là khu vực rộng 180 km, chia tách đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết vẫn duy trì việc giám sát chặt chẽ tình hình eo biển, song không đề cập tới tàu Mỹ. Hồi tháng 7, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam của Hải quân Mỹ cũng đi qua eo biển Đài Loan trong một động thái nhằm đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực. Trước đó, Mỹ từng nhiều lần đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan, bất chấp sự phản đối của chính quyền Trung Quốc. Động thái đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan của Mỹ hôm nay diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang trải qua giai đoạn căng thẳng, liên quan tới cuộc chiến thương mại do chính quyền Tổng thống Donald Trump dẫn đầu, sự ủng hộ của Mỹ đối với người biểu tình tại Hồng Kông và các thương vụ vũ khí của Mỹ với Đài Loan. Chính quyền Mỹ tuần này đã thông qua hợp đồng trị giá 8 tỷ USD bán 66 máy bay chiến đấu cho Đài Loan. Hợp đồng này diễn ra chỉ một tháng sau khi Washington đồng ý bán 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, tên lửa Stinger và các thiết bị khác theo yêu cầu của Đài Loan. Bắc Kinh đã cảnh báo Washington không can thiệp vào công việc nội bộ của Đài Loan, đồng thời yêu cầu Mỹ hủy bất kỳ liên lạc chính thức cũng như quân sự với hòn đảo này. Trung Quốc cũng dọa sẽ trả đũa bằng lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Thành đạt. Theo Sputnik. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.